Thưa bà con, tiếp theo chương trình sẽ là các câu hỏi thuộc lĩnh vực trồng trọt với sự tư vấn của tiến sĩ Đinh Văn Đức, nguyên phụ trách phòng quản lý sinh vật hại, Cục Bảo vệ thực vật. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Viên Đình Hoàn với số điện thoại 0985 3 số cuối 365 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hỏi: Nhà tôi có trồng 20 cây nhãn, cứ đến mùa ra hoa thì có nhiều bọ xít. Tôi đã phun thuốc nhưng hái quả xong thì vẫn thấy xuất hiện những con bọ xít to nằm dưới tán, cho tôi hỏi nguyên nhân cùng cách khắc phục. Vâng, thưa anh Hoàn, với biểu hiện của nhãn như anh mô tả thì tiến sĩ Đinh Văn Đức đã tư vấn cho anh như sau. Qua mô tả của anh thì tôi cho tức là cây nhãn nhà anh đã bị bọ xít nâu. Đấy là gọi là chúng tôi gọi đấy là con bọ xít nâu. Đối với cái bọ xít nâu này nó tập trung gây hại vào hai cao điểm nhiều chúng ta thấy. Thứ nhất là trời lộc xuân hoặc là hoa, thời kỳ này cây ra hoa. Thứ hai nữa là vào cái đợt trời lộc của mụ hè thu. Hè thu, đấy là thời kỳ mà chúng nó gây hại nhiều nhất. Thì đấy là cái con bọ xít, đây là một trong những đối tượng mà gây hại. Chúng tôi đánh giá đây là một đối tượng gây hại nặng và đáng được quan tâm trên cây vải và cây nhãn. Thế cho nên là chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi đối với cây trồng nhà mình. Nếu mà chúng ta trồng vải trồng nhãn thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi, đặc biệt là vào hai cái thời kỳ này là thời kỳ vụ xuân, tức là đợt lộc xuân, đợt hoa, đợt ra quả non của cái mùa xuân và cái đợt lộc thu. Đợt lộc thu, mùa hè thu là cái chúng ta biết là cái lộc thu là cái lộc là cái đợt cành cơ sở cho cành quả của sang năm, cơ sở cho cành quả sang năm. Cho nên chúng ta phải bảo vệ tốt các đợt lộc này. Vì thế nên đến thời điểm này chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Nếu thấy bọ xít xuất hiện, đặc biệt là bọ xít non. Bọ xít non thì gì? Đầu tiên nó mới nở ra thì nó có cái màu đen. Sau đó là bắt đầu nó mới chuyển sang là màu vàng, rồi chuyển sang màu đỏ vàng, rồi dần dần nó mới chuyển thành màu nâu. Và bọ xít non thì nó mới chỉ có cái mầm cánh thôi, cho nên nó không có khả năng bay từ nơi này qua nơi khác. Đến khi bọ trưởng thành thì nó mới có khả năng bay từ nơi này qua nơi khác. Cho nên là vào cái thời kỳ bọ xít non ấy là thời kỳ mà mẫn cảm nhất với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên nếu phun thuốc phòng trừ thì chúng ta phải chú ý là phòng trừ tốt vào cái thời kỳ này. Thì lúc này là vừa nó không có khả năng bay này, thứ hai là sống còn tương đối tập trung, nhất là ở tuổi 1 đến đầu tuổi 3 là chúng nó đang sống tập trung. Vì thế cho nên lúc này chúng ta sử dụng thuốc chúng ta phun là hiệu quả nhất. Còn đối với bọ xít trưởng thành thì chúng ta phun là phải vào cái thời điểm nó không bay cơ. Chứ còn không thì khi mà chúng ta phun mà trời nắng lên, ấm lên là nó bay rồi. Nó bay đi nơi khác thì lúc bây giờ thuốc chúng ta chả có tác dụng. Cho nên là chúng ta phải chú ý như vậy. Tất nhiên rằng đối tượng này thì vào hàng năm, nhất là vào mùa mưa, tháng 6, tháng 7 ở phía Bắc, chúng ta vào mùa mưa thì đối tượng này cũng bị một số ký sinh và thiên địch nó gây hại. Về thiên địch thì có một số loại ong, còn ký sinh thì chủ yếu là nấm, bạch cương, đó sẽ ký sinh và tiêu diệt đối với một số đối tượng này. Rồi còn thì trong cái quá trình mà theo dõi, đặc biệt là vào hai cái thời kỳ mà tôi nói như là mùa xuân và mùa hè thu, vào cái đợt đấy chúng ta theo dõi mà thấy là mật độ nó cao thì chúng ta phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta phun. Mà như tôi nói tức là phun vào thời kỳ sâu non là tốt nhất. Thế còn thuốc bảo vệ thực vật phun thì anh có thể sử dụng một trong các loại thuốc có gốc như là ca táp, hoặc là thuốc gốc imidacloprid, hoặc là thuốc gốc etofenprox, hoặc là emamectin bencozat, hoặc là gốc rotenone, hoặc là gốc thiosulfat sodium, vân vân. Đây là một trong các loại thuốc mà chúng ta sử dụng để phun diệt trừ đối tượng này là tốt. Anh cứ pha theo cái nồng độ khuyến cáo trên bao bì. Và nếu mà vào cái mùa bọ xít phát triển mạnh, đặc biệt là mùa xuân, thì chúng ta có thể là sử dụng thuốc này, chúng ta phun kép khoảng 2 lần, cách nhau khoảng
10 ngày thì là hiệu quả sẽ diệt trừ rất là cao đối với đối tượng này. Còn thì những cái, tất nhiên là chúng ta biết rằng có những cái con mà nó sẽ bay, nên nếu là trưởng thành thì theo cái mùa này có thể nó bay từ nơi khác nó bay đến đến vườn nhà mình, hoặc là có thể nó có những con nó chui lẩn ở trong tán cây, chúng ta phun thuốc không tiếp xúc được đến nó thì cho nên nó chưa bị tiêu diệt. Thì thường có nhiều nơi, còn tôi trên thông tin cho anh biết là có nhiều nơi thì hiện nay là người ta sử dụng là sức dân đi bắt đối tượng.